Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Chân Dung Cuộc Tình với khung giờ phát sóng quen thuộc 21 giờ tối thứ tư hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Chương trình do đài truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng Chess Studio thực hiện. Và hôm nay thì Minh Đức và Nguyễn Hoa sẽ mang đến cho quý vị khán giả một chủ đề vô cùng đặc biệt, đó chính là kỷ vật tình yêu. Vâng, nhắc đến chủ đề kỷ vật tình yêu thì có thể quý vị sẽ nghĩ đến rất nhiều những kỷ vật hiện hữu trên tay hoặc là những câu chuyện được kể liên quan đến tình yêu. Nhưng ngày hôm nay chúng ta có những câu chuyện cụ thể về những nhân vật cụ thể. Có những câu chuyện đã được kể rồi nhưng mà vẫn còn thiếu và ngày hôm nay sẽ được kể tiếp. Và cũng có những câu chuyện hôm nay lần đầu tiên sẽ được kể. Đó là câu chuyện về hai người nghệ sĩ ghi lại dấu ấn sâu đậm trong nền văn nghệ Việt Nam. Đó là nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ và thi sĩ Xuân Quỳnh. Đúng là có rất nhiều câu chuyện đã được kể về họ đấy. Nhưng mà rất có thể ngày hôm nay quý vị cũng sẽ bất ngờ khi những câu chuyện khác sẽ được kể. Đó là những bài hát, những bài thơ chứa đựng trong đó những chuyện tình có thật mà họ đã từng trải qua. Đó có thể coi là những kỷ vật họ để lại cho cuộc đời. Và để bắt đầu cho câu chuyện của chúng ta ngày hôm nay thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe bài hát Ai Nhớ Chăng Ai của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ với tiếng hát của danh ca Họa Mi. Xuyên trăng đầu gành nhạc rừng nghe buồn mông manh và ngàn tia lửa ấm chơi vơi dưới trăng êm đềm. Ai nhớ chăng ai, ai nhớ chăng những ngày giàu cháo với dưa cà, quê nghèo vui sống trong mặn mà đời vang lên ngàn câu ca mà tình thấy càng bao la ngạt lòng như chan hòa. Ai nhớ chăng ai, ai nhớ chăng những chiều gặp gỡ nhau trên cầu, nước trời xanh ngắt in một màu lặng nhìn nhau hồi lâu lâu rồi tình ta càng ăn sâu sâu mối duyên ban đầu. Ai nhớ chăng ai, ai nhớ chăng hôm nào mưa rớt trên sông dài, trên dòng em tiễn anh một chiều, chiều chia ly còn chưa phai, trời buồn khóc rung duyên ai, giọt lệ tuôn ngăn. Bạc như xương nợ đời uốn còng đôi vai xương đơn đau trăm đường. Ai nhớ chăng ai, ai nhớ chăng những gì tha thiết nhất trong đời, những gì không nói lên bằng lời mà tim ta thì chơi vơi, mà hồn ta tìm nơi nơi ta nhớ đời.
đời tôi còn nhớ, ngàn đời tôi nào quên. Bao nhiêu con người dừng chân trên bến tâm hồn. Ai nhớ chăng ai, ai nhớ chăng khói chiều vương vấn mái tranh nghèo. Có bầy em bé reo ngoài vườn, mẹ già tóc bạc như xương, nợ đời uốn còng đôi vai xương đơn đau trăm đường. Ai nhớ chăng ai, ai nhớ chăng những gì tha thiết nhất trong đời, những gì không nói lên bằng lời, mà tim ta thì chơi vơi, mà hồn ta tìm nơi. Không nói lên bằng lời, mà tim ta thì chơi vơi, mà hồn ta tìm nơi nơi, mà lòng ta nhớ. Vâng, thưa quý vị, vừa rồi chính là bài hát rất là quen thuộc với những người yêu nhạc Hoàng Thi Thơ, bài hát Ai Nhớ Chăng Ai. Và có lẽ là cũng không gì thích hợp hơn để chúng ta nghe bài hát đấy qua tiếng hát của người học trò của ông. Và hôm nay trở lại đây cũng là khách mời của Chân Dung Cuộc Tình, hãy cùng chào đón nữ danh ca Họa Mi. Họa Mi xin thân ái chào MC Minh Đức và MC Quỳnh Hoa, cũng như tất cả quý vị trong chương trình Chân Dung Cuộc Tình. Khi mà nghe chị Họa Mi hát bài Ai Nhớ Chăng Ai thì tự nhiên Minh Đức lại có cái cảm xúc để nhớ lại một cái câu chuyện rất là thú vị. Vì cũng là trong cuộc sống có những cái duyên thôi, trong quá trình đi thực hiện nội dung cho chương trình Chân Dung Cuộc Tình của mấy năm trước, thì Minh Đức được gặp mà người con trai của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ và nghệ sĩ Tân Nhân. Anh và gia đình đã cho mình mượn rất nhiều những cái tư liệu, và thậm chí có những thứ mà thường là mọi người sẽ giữ riêng trong gia đình, ít khi cho người ngoài xem lắm. Nhưng mà có lẽ mọi người cảm thấy đã đến lúc để những câu chuyện ấy được chia sẻ. Và cả cuốn hồi ký của nghệ sĩ Tân Nhân, khi mình đọc cái cuốn hồi ký đấy thì nó có một cái bài thơ. Đọc cái bài đấy nó khiến mình nghĩ ngay ra cái bài hát mà chị Họa Mi vừa hát, là bài Ai Nhớ Chăng Ai. Bài thơ có tên là Có Nhớ Chăng Ai, có 4 câu thôi. Xin được đọc cho mọi người nghe luôn, cả Quỳnh Hoa và chị Họa Mi cùng nghe cái bài thơ đó. Ai có buồn chăng, có nhớ chăng, những bản tình ca huyện gió ngàn, khu rừng mặt trận ngày xuân ấy, ngân mãi theo ta dọc thời gian. Có chú thích là kỷ niệm năm 1949. Cái quãng thời gian mà hai người ở bên nhau ấy cũng đúng là năm 1949 sang năm 1950 ở vùng chiến khu Bình Trị Thiên. Chắc chị Họa Mi vừa hát xong chị nhớ ngay đấy, trong bài hát Ai Nhớ Chăng Ai cũng có những cái câu mà có lẽ là phải là những người trong cuộc họ biết với nhau, như là người em gái này, rồi là tiếng hò sao xuyến trăng đầu gành này. Đấy, rồi là đứng có cảnh cầu, cái cảnh em tiễn đó, anh trên cầu. Trên cầu. Tức là đúng là những cái hình ảnh của những người trong cuộc, nó đã từng xảy ra trong thực tế. Để sau này chắc là khi nghệ sĩ Tân Nhân nghe được bài hát đấy thì bà biết là đây là bài hát kể lại câu chuyện của hai người, nên bà mới làm cái bài thơ này để họa lại cái bài đó. Rất là quý hả? Cái bài thơ là ra đời sau khi ra đời sau rất là nhiều năm so với cái lúc mà ra đời của bài hát. Thật sự thì cái đấy là một cái tư liệu rất là quý. Hồi mà năm 1975 á, thì Họa Mi cũng được gặp con của chú Thơ lần đầu tiên, rất là hy hữu. Vì anh ấy biết là Họa Mi là học trò của chú Thơ, cho nên anh ấy tìm Họa Mi để hỏi thăm về cha của mình. Bây giờ thầy đều được biết những cái tin tức về anh ấy, đã cho chúng ta biết được những cái tư liệu về người mẹ của anh ấy và người cha yêu dấu, thành ra rất là quý phải nói. Phải nói là mối tình của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ và nghệ sĩ Tân Nhân là một mối tình phải nổi tiếng trong những cái giai thoại, những huyền thoại văn nghệ của Việt Nam, và nó cũng đã đi vào rất nhiều tác phẩm. Minh Đức nhớ là ngày trước có một bộ phim có tên là Đứa Con Và Người Lính. Bây giờ quý vị có thể tìm xem bộ phim đó trên mạng rất là dễ dàng, bộ phim do Hãng Phim Truyện Việt Nam sản xuất. Bộ phim đấy cũng được xây dựng dựa trên câu chuyện của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ và nghệ sĩ Tân Nhân. Và trong bộ phim đó thì có sử dụng bài hát Xa Khơi, là một bài hát gắn với tiếng hát của nghệ sĩ Tân Nhân, nhưng mà trong phiên bản của bộ phim thì là được sử dụng với tiếng hát của nghệ sĩ Thu Hiền. Và em cũng được biết là chị Họa Mi là học trò của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ, là người đã gắn bó những cái năm tháng khi mình bắt đầu vào sự nghiệp ca hát, thì chị đã gắn bó với nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ, thì chị cảm nhận như thế nào về những cái bài hát của nhạc sĩ ạ? Theo Họa Mi thấy là chú Thơ là một người rất là nhiều tình cảm,
phải nói là vừa đào hoa, vừa đẹp trai mà lại vừa tình cảm. Thành ra là thật sự là những người nghệ sĩ thì phải là lúc nào cũng là giàu dạt cái cảm xúc thì mình mới có những cái tác phẩm được. Theo Họa Mi biết rằng chú Thơ viết những cái bài hát là cái chuyện có thật rất là nhiều. Và cái bài Ai Nhớ Chân Ai này là chú Thơ rất là thích. Và chú Thơ gửi gắm cái tâm sự của chú Thơ vào trong đó. Và chú Thơ có nói rằng là chú Thơ rất quý bài hát này. Và sau này thì mình hát thì mình khi mới đầu mình hát mình cũng không có biết được là cái chuyện quý như thế nào. Nhưng mà mình đã cảm xúc về những cái lời hát trong cái bài Ai Nhớ Chân Ai rồi. Nhưng khi mà càng nghe cái câu chuyện về cái bài hát này của cô Tân Nhân và chú Thơ thì mình lại càng thấy thấm thía hơn cái Ai Nhớ Chân Ai. Nó có một cái sự cảm xúc rất là mạnh. Bài hát vừa rồi thì chị vừa thể hiện đó, nó là một ca khúc mà nó nói về sự xa cách. Và khi mà hát cái bài này thì chị có nghĩ về chính bản thân mình không? Về cuộc đời mình hay không? Khi mình hát thì mình nghĩ tới chú. Thật sự bây giờ khi mình biết cái bài đó chú viết cho ai, chú viết cho chú và chú viết cho người yêu của chú, thì khi Họa Mi hát, Họa Mi nghĩ đến chú nhiều hơn là Họa Mi nghĩ tới mình. Như thế cũng đã đủ rồi. Tự vì Họa Mi đem cái trái tim của mình đã dành cho cái nhạc của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ rất là nhiều, vì là một ông thầy của mình rất là quý, rất là thương. Xin được cảm ơn chị Họa Mi với những câu chuyện và những cái thông tin thêm về con người ngoài đời của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ. Cảm ơn chị đã đến với chương trình ngày hôm nay. Chuyện tình của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ và nghệ sĩ Tân Nhân theo thời gian đã trở thành một huyền thoại văn nghệ, một câu chuyện đi cùng với những thăng trầm đời người và ghi dấu ấn đậm nét trong những tác phẩm của họ như kỷ vật của mối tình xa cách ấy. Họ đã đến bên nhau từ những năm tháng thanh xuân và xa nhau đúng vào lúc tình yêu đã chín mùi, chỉ chờ tới những tháng ngày hạnh phúc nhất. Nỗi nhớ thương trong những tháng năm xa cách đã đi vào trong những bản tình ca của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ. Và một ngày kia, những lời nhắn gửi thiết tha ấy cũng đến được với người thương nơi xa, để rồi những vần thơ bật lên từ ký ức xa xôi họa lại một câu chuyện tình buồn nhưng thật đẹp. Năm tháng qua đi, cả hai người đã đi về cõi vĩnh hằng, nhưng câu chuyện tình yêu của họ và những kỷ vật của cuộc tình ấy sẽ còn lại mãi cùng với những bài ca, những câu thơ họ để lại cho đời. Tại sao
thế giới đông người, em chỉ thấy riêng đời hồng, mất đi cuộc tình nồng.
nào nghẹn ngào rất trên tóc em, trên bờ vai em giọt nước, nước mắt nào nghẹn ngào rất trên. Trời cũng đau cho ta nên chiều mưa buồn. Người yêu hỡi ơi, người yêu ơi, người yêu hỡi, khóc nhau một lần, khóc nhau chỉ một lần, khóc nhau một chiều, khóc nhau chỉ một chiều. Thế nhưng nước mắt cả đời, nước mắt cả cuộc đời. Tình nồng thế nên giữ nguyên tình buồn, đừng làm đau thương. Thế nên giữ nguyên tình buồn. Và trong phần tiếp theo của chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng chuyển sang những câu chuyện xung quanh những bài thơ của thi sĩ Xuân Quỳnh. Nhắc đến thi sĩ Xuân Quỳnh thì chắc hẳn là rất nhiều quý vị khán giả đều thấy cái tên này vô cùng quen thuộc với chúng ta. Chúng ta đã có thể đọc những bài thơ của bà ở dưới mái trường, trong giáo trình, từ lúc còn đi học. Tên tuổi của bà trở nên rất là đại chúng đối với cả những bạn trẻ của ngày hôm nay. Và câu chuyện về tình yêu của Xuân Quỳnh với Lưu Quang Vũ trong mấy năm gần đây được nhắc đến rất nhiều, vì rất nhiều các tác phẩm chưa được xuất bản của hai người đã được công bố, qua đó hé lộ rất nhiều câu chuyện tình yêu của họ, cũng là những kỷ vật họ để lại cho cuộc đời. Trong những cái tác phẩm của nhà thơ Xuân Quỳnh ấy thì đối với họ, có lẽ họ thích nhất là cái bài Thuyền và Biển mà nhạc sĩ Phan Đình Điểm đã phổ ra. Cái bài đó nó trở thành một cái bài tình yêu kinh điển luôn. Chúng ta cùng xem sau đây một đoạn clip giới thiệu những di sản của nhà thơ Xuân Quỳnh. Đã 35 năm từ ngày thi sĩ Xuân Quỳnh và người bạn đời của mình là nhà thơ, nhà viết kịch Lưu Quang Vũ qua đời, nhưng câu chuyện tình cùng với những tác phẩm của họ vẫn không ngừng lay động mọi trái tim người đọc, người xem. Nhiều năm sau khi Xuân Quỳnh ra đi, vẫn có thêm những bản thảo chưa từng công bố được ra mắt công chúng, cho thấy một sức sáng tạo dồi dào, đặc biệt là một tâm hồn yêu và sống hết mình. Với những bài thơ tình đã đạt tới đỉnh cao về cảm xúc, thể hiện một trái tim yêu cháy bỏng, đầy khát khao và cũng đầy nữ tính. Bài thơ có thể coi là những tự sự từ tận đáy lòng, một khúc tự tình về chính cuộc đời và tình yêu của mình, là bài thơ Sóng. Dữ dội và dịu êm, ồn ào và lặng lẽ, sông không hiểu nổi mình, sóng tìm ra tận bể. Ôi con sóng ngày xưa và ngày sau vẫn thế, nỗi khát vọng tình yêu bồi hồi trong ngực trẻ. Và một trong những bài thơ nổi tiếng nhất của Xuân Quỳnh, Thuyền và Biển. Những đêm trăng hiền từ, biển như cô gái nhỏ, thầm thì gửi tâm tư, quanh mạn thuyền sóng vỗ. Cũng có khi vô cớ, biển ào ạt xô thuyền, vì tình yêu muôn thuở có bao giờ đứng yên.
chỉ có thuyền mới hiểu, biển mênh mông nhường nào, chỉ có biển mới biết thuyền đi đâu về đâu. Những ngày không gặp nhau, biển bạc đầu thương nhớ. Những ngày không gặp nhau, lòng thuyền đau dạn vỡ. Nếu từ giã thuyền rồi, biển chỉ còn sóng gió. Nếu phải cách xa em, anh chỉ còn bão tố. Nếu phải cách xa em, anh chỉ còn bão tố. Có thuyền mới hiểu, biển mênh mông nhường nào, chỉ có biển mới biết thuyền đi đâu về đâu. Những ngày không gặp nhau, biển bạc đầu thương nhớ. Những ngày không gặp nhau, lòng thuyền đau dạn vỡ. Nếu từ giã thuyền rồi, biển chỉ còn sóng gió. Nếu phải cách xa em, anh chỉ còn bão tố. Nếu phải cách xa em, anh chỉ còn phải cách xa em, anh chỉ còn bão tố. Nếu phải cách xa em, anh chỉ còn bão tố. Khách mời tiếp theo của Chân Dung Cuộc Tình ngày hôm nay đến chia sẻ câu chuyện về bài hát Thơ Tình Cuối Mùa Thu. Xin chân trọng giới thiệu đến quý vị danh ca Giao Linh. Giao Linh xin được kính chào quý khán giả thân mến. Chào MC Minh Đức. Xin chào chị Giao Linh, rất vui lại được tái ngộ với chị, đặc biệt là trong câu chuyện ngày hôm nay. Thì thưa chị Giao Linh, bài Thơ Tình Cuối Mùa Thu cũng là một trong những cái bài hát mà Minh Đức nghĩ là cũng gắn liền với tiếng hát của chị. Rất nhiều người yêu thích cái bản thu âm của chị. Khi mà chị hát bài Thơ Tình Cuối Mùa Thu ấy, thì có những cái hình ảnh hay có những cái câu hát nào trong bài hát đấy nó đọng lại trong chị, nó khiến chị cảm thấy đồng cảm, cũng như là có thể chị thấy một phần nào đấy của mình ở trong đấy? Khi mà nghe cái bài hát này để mà chọn hát á, thì thật sự là Giao Linh rất là thích bài hát này. Từ mà thơ mà phổ nhạc đã là rất là khó, mà khi mà bài hát hát lên mà đi vào lòng người ta trở thành bất tử như cái bài hát Thơ Tình Cuối Mùa Thu, điều đó rất là khó luôn cho cả người hát nữa. Cái ý thơ đó nói, nhưng mà khi mình vô nhạc, mình sẽ không nói hết được cái ý của thơ. Nhưng mà cái bài hát Thơ Tình Cuối Mùa Thu thì Giao Linh thấy là nó đã gói ghém trong tất cả những cái ý hay mà thơ Xuân Quỳnh đã làm và nhạc sĩ Phan Quỳnh Điểu để những cái nốt nhạc của mình vào, nó quyện vào nhau. Thật là trữ tình, thật là hay. Kìa bao người yêu mới đi qua vùng heo mây, chỉ còn anh và em cùng tình yêu ở lại. Giao Linh thấy là Giao Linh cũng có cái nỗi buồn khi nghe và hát lại những bài hát này, thì Giao Linh thấy Giao Linh được chia sẻ, được an ủi
Bởi vì cái người ra đi nhưng mà tình yêu thì luôn ở lại. Nghe chị chia sẻ thì Minh Đức cũng liên tưởng đến câu chuyện tình yêu rất là nổi tiếng của chị và ông xã của chị là anh Sang, là người cũng qua đời cái đây chưa lâu. Và khi chị vừa dẫn cái câu là chỉ còn anh và em cùng tình yêu ở lại. Trong cái câu mà cùng tình yêu ở lại, nó có một cái gì đấy nghe rất là đầm ấm, rất là ngọt ngào và có thể khiến người ta cảm thấy ấm lòng sau một cái cuộc chia ly, cho dù là chia ly trong tình yêu hay là chia ly trên đường đời. Ở cái khoảng thời khắc mà anh ra đi ấy, trong những cái ngày đầu tiên khi mà chị tiếp tục sống cuộc sống một mình ấy, thì chị cảm nhận về cái gọi là tình yêu ở lại đấy nó như thế nào ạ? Thật ra đó thì đáng lý là Giao Linh gục luôn, Giao Linh đứng lên không nổi luôn. Bởi vì cái tình cảm và cái sự lo lắng của anh dành cho chị 34 năm mà Minh Đức ơi, mà chị nghĩ là bây giờ mình phải tự thương mình. Thành ra chị tin anh luôn bên cạnh chị Đức ơi. Và chúng ta cùng tiếp tục thưởng thức tiếng hát của danh ca Giao Linh. Và thưa quý vị cũng như Quỳnh Hoa thân mến, để khép lại chương trình ngày hôm nay, Minh Đức mời quý vị nghe một bài hát rất là đặc biệt. Bài hát này không hẳn là một bài phổ thơ, mặc dù nó có liên quan chặt chẽ đến bài thơ rất nổi tiếng của Xuân Quỳnh là bài thơ Sóng. Chúng ta vẫn nghĩ rằng một bài hay như bài thơ Sóng thì hẳn là không khó gì để có những bài hát phổ nhạc từ bài thơ này. Tuy nhiên, bài hát chúng ta sẽ nghe sau đây, mặc dù dựa trên bài thơ Sóng nhưng lại không phải là một bài phổ nhạc thông thường. Nhạc sĩ đã dựa trên những lời thơ của bài thơ Sóng, ý thơ, để viết một cái phần ca từ mới với nội dung cũng rất là tương đồng với bài thơ Sóng. Và bài hát này thì nó không phải là một bài quá phổ biến, nhưng đặc biệt là nó xuất hiện trong các giáo trình thanh nhạc của các trường nhạc. Hầu như là những giọng nam trung và giọng nam cao trong giáo trình của họ từ trung cấp đến đại học là đều đã từng học qua bài hát này. Đó là bài hát của nhạc sĩ Hoàng Dương, tác giả của bài hát Hướng về Hà Nội nổi tiếng. Ông đã sáng tác bài hát có tên là Tình Ca với phần ca từ dựa trên bài thơ Sóng của Xuân Quỳnh, mà hôm nay Minh Đức mời Quỳnh Hoa và quý vị khán giả sẽ cùng nghe để khép lại chương trình hôm nay với tiếng hát của nam ca sĩ Tùng Lâm. Dạo rực lúc em ru ôi sóng nhỏ, khi ồn ào lúc bâng khuâng và lặng lẽ, không hiểu mình sống lang thang tìm biển lớn, vì đâu say đắm quá mênh mang như thua nào. Tìm lẽ sống vẫn bồi hồi giữa thanh xuân tràn ngọn sóng, tình yêu vẫn cháy trong trái tim hồng. Gió cuốn mây bay là vì đâu, sóng vô xôn xao là vì đâu, lớp sóng hoang vu rơi lòng sâu, lớp sóng hân hoan mặt nước trào. Biết mây xa xôi người ở đâu, vẫn nhớ thương nhau tìm về nhau. Có biết chăng yêu hỡi người yêu, có biết chăng em người yêu dấu. Ước một điều hãy tan ra thành muôn sóng, để ngàn năm mãi yêu thương vô bờ. Thank you.
dạo dực lúc em ru lối sóng nhỏ, khi ồn ào lúc bâng khuâng và lặng lẽ không hiểu mình, sống lang thang tìm biển lớn vì đâu say đắm quá mênh mang như thua nào. Sống vẫn bồi hồi giữa thanh xuân tràn ngọn sáng, tình yêu vẫn cháy trong trái tim hồng. Gió cuốn mây bay là vì đâu, sóng vô sông sao là vì đâu, lớp sóng hoang vu rơi lòng sâu, sông hân hoan mặt nước trào. Biết mây xa xôi người ở đâu, vẫn nhớ thương nhau tìm về nhau. Có biết chăng yêu hỡi người yêu, có biết chăng em người yêu dấu. Biển cả giữa bao la và mãi mãi, ước một điều hãy tan ra thành muôn sóng, để ngàn năm mãi yêu thương vô bờ. Để ngàn năm mãi yêu thương. Vâng, thưa quý vị, ca khúc Tình Ca của nhạc sĩ Hoàng Dương đã khép lại chương trình Chân Dung Cuộc Tình của chúng tôi lần này. Có lẽ là cuộc trò chuyện ngày hôm nay rất là thú vị, chúng ta đã khám phá ra được rất nhiều điều mới. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và nhớ đừng quên mở TV vào lúc 21 giờ thứ tư tuần sau trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 quý vị nhé. Minh Đức và Quỳnh Hoa xin được thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Rất nhiều bài hát chứa đằng sau những ca từ thật đẹp, bóng dáng của những bóng hồng, những nàng thơ. Những bóng dáng đã trở thành nguồn cảm hứng bất tận, từ đó người nhạc sĩ sáng tác những bài hát để đời. Thương ai về ngõ tối, sương rơi ướt đôi môi. Chân Dung Cuộc Tình, mời quý vị cùng tìm lại bóng dáng những giai nhân trong mộng ấy qua những bài hát đã in đậm trong ký ức người yêu nhạc, và đặc biệt qua câu chuyện của chính một giai nhân để đi vào trong những bài hát mà người bạn đời của mình đã viết ra bằng tất cả trái tim. Nữ danh ca Lê Uyên. Lấy nhau bao nhiêu năm, chúng tôi chưa hề nghĩ mình là vợ chồng. Luôn luôn là tình nhân thì đúng hơn. Đón xem Chân Dung Cuộc Tình với chủ đề Giai Nhân Trong Mộng, được phát sóng vào lúc 21 giờ thứ tư ngày 15 tháng 3 năm 2023 trên truyền hình Vĩnh Long 1 và phát lại vào lúc 13 giờ thứ năm ngày 16 tháng 3 năm 2023 trên truyền hình Vĩnh Long 2.